Xin chào tất cả các bạn, mình là Dạ Trúc nè. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món đồ chơi mới nha. Đây là món đồ chơi bún tạ. Đây là một món đồ chơi được bao rất là kỹ, không những như những món đồ chơi chứ mình đâu quay. Ở đây là bao nè, bình giấy và có một chiếc nơ nè. Cái nơ này chú à, đúng rồi, không còn làm gì hết, lấy ra được. Đây là món đồ chơi em bé đây nè. Ở đâu này thì có em bé của chúng ta, có một cái phao nè, cũng dễ thương lắm em. Ở sau thì những món đồ chơi cơ hiệu này, món này là trước mình đã quên rồi nè. Những món đồ chơi này là những búp bê, tiệt nè, chất ngựa, chuột đồ chơi nè, ngôi nhà và bữa tiệc sinh nhật. Thôi giờ chúng ta cùng mở ra. Đây là những món đồ chơi trong hộp nè, và mình đã lắp lại hết rồi. Có một cái cầu chuột nè, có cái cầu than màu hồng. Ở đây thì có một cái dù, một cái bàn để búp bê có thể uống nước nè. Đây là chai nước cả xíu tí hơn, dễ, rất là dễ mất, các bạn nên giữ cẩn thận. Đây là cái búp bê của chúng ta nè, rất là dễ thương đúng không? Búp bê này có một cái bộ đồ rất là đẹp nè, có cái nơ nè, và ở đây có một cái kính râm màu hồng hình trái tim. Em bé bê này có một mái tóc khá dài, làn da hay nâu ha. Đi chung với búp bê là con cá heo nè, rất là dễ thương đúng không? Ừ. Con cá heo này thì ở trên này là màu tím, còn ở dưới là màu vàng, cũng rất là đẹp, mình chưa bao giờ thấy cái này nữa. Có cái đuôi nè, búp bê có thể chui vô đây để đi cắm nè. Đây, chúng ta cũng cùng bắt đầu chơi nha các bạn. Hôm nay mình cùng đi bơi. Để ca nước sướng. Xong, thay cái mắt kính để đây. Rồi, để chụp xe đi. Hai khát nước quá, mình muốn uống nước qua đây. Uống nè. Ngon ngon quá, nó càng ngon quá. Chanh ngon quá đi. Để mình để. Cái phao của mình đâu rồi ta? Đâu rồi? À, bên đây. Rồi, đeo vô. Chúc cho mình thích đỡ chết đi. Chúc mình thích đỡ chết. Yeah, nó làm gì? Thôi bỏ cái phao ra đi. Mình tập bơi. Leo ra cầu tôn. Sao rối vậy? Chuột nha. Mát quá, dưới hầm này mát quá, không ỉ nóng như mà thường. Mát quá. Cái phao đây, đưa đây. Đi,
tính ra. Tính lên đây. Đấy chưa? Đấy quá. Sao? Tiêu mắt đã. Tiêu dương. Đây, đã kính chưa nào? Đã kính chưa? Rồi, xin cho con mọi người coi coi. Tinh, 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 tinh. Ây, sắp hết nắng rồi. Chút nữa đi. Chơi con trượt đây. Dính 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 dính. Ướt ướt ướt. Cái chín mà ghét rồi. Tại bị mẹ nó bắn á. Thịt mẹ nó. Đã quá. Cho con cá heo nó bơi nè. Bơi đi, bơi đi, bơi đi. Bơi. Không trốn được chị đâu nha. Ok, đi. Đi. Hư à. Hư dữ à. Ướt tóc. Nước chảy ra ngoài rồi. Để nước vô đây đi. Để kính vô. Để kính bờ vô. Bơ. Mệt quá. Để đầu đi. Để đầu. Mình để đầu đây. Ui, chị nước nó rớt rồi. Ui, ở chị nước mới vô đi. Đầu nước mới đâu rồi. Đây, đổ vô. Mệt quá, mệt quá. Để đầu. Nè, mệt quá đi. Tóc mình ướt rồi. Chúng ta lần nữa xong chút đi chơi còn chờ xong xong chút là phải đi về học bài. Ai ngã nước kìa. Bỏ cái heo này ra. Rồi, đi về nhà. Rồi. Bỏ cái kính vô. Không. Bỏ ly nước vô về nhà rửa. Rồi, bye bye các bạn nha. Mình đi về nhà đây. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau nha.